Hello, xin mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game có tên gọi là Ngạo Kiếm Vô Song Origin, đến từ ngành Gosu. Đây là game PC nhé mọi người nhá. Nói chung là Ngạo Kiếm Vô Song là một tựa game rất là nổi tiếng của Gosu từ xưa rồi. Đấy, và cũng được rất là nhiều bạn yêu thích. Thì với cái con game Ngạo Kiếm Vô Song Origin này là một phiên bản hoàn toàn mới, có tên gọi là Song Kiếm Hợp Bích. Hiện tại thì game đang alpha test từ ngày lúc 10 giờ ngày 19 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7. Đây là một phiên bản mà có thể gọi là nguyên bản nhất, không tạp nham, không có cánh cùng gì cả, không có huân chương. Đấy, giữ nguyên những cái giá trị của một tựa game kiếm hiệp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Ngạo Kiếm Vô Song Origin này nhá. Đây là bản game PC nhá mọi người nhá. Rồi mình sẽ chọn nhân vật này, nam hoặc nữ. Đó, các bạn thấy đồ họa thì vẫn là đồ họa kiểu PC thôi. Chúng ta sẽ chọn môn phái, có rất là nhiều môn phái đây. Thiên Vương này. Ở đây Thiếu Lâm chưa có, nữ thì không có Thiếu Lâm nhá. Đó, chúng ta sẽ có thập đại môn phái: Thiên Vương, Tiêu Dao, Võ Đang, Nga Mi, Đường Môn, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Luân, Đào Hoa, Đảo, Cái Bang. Thì mình sẽ chơi Cái Bang đi nhá. Đấy, đặt tên này, cậu vàng. Và chúng ta sẽ vào game. Đồng ý. Đó. Đây là bản alpha test nhá. Đây các bạn thấy là đồ họa thì là đồ họa 2.5D thôi. Đó. Ngạo Kiếm Vô Song này hồi xưa bạn nào mà chơi đấu ui hiệu ứng kỹ năng rất là đỉnh luôn. Cái này bạn nào mà hồi xưa chơi rồi chắc là sẽ biết. Đó, các bạn thấy hiệu ứng chiêu thức này nó khác hẳn với game mobile đúng không? Game mobile này nó sẽ không được như thế này đâu. Đó. Với là game PC thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ chủ yếu là sử dụng phím và chuột nhé mọi người nhé. Đó, wow, hiệu ứng kỹ năng như đúng rồi nhỉ. Nhưng mà mình đang dùng Cái Bang thôi mà nhỉ. Ở đây, đây mình nói chung là nó là một con game kiếm hiệp nhá. Đó, hiệu ứng kỹ năng khá là hoành tráng. Ui, bắn ra rồng kìa. Bot có khác rất là trâu. Trâu ê. Đánh ra lửa các kiểu luôn. Ui, chưa rồi. Ờ, đây là phần đầu cốt truyện thôi. Đấy, đây game này phải có auto nhỉ. Đây, nó có auto nhá. Đấy, rút kiếm các kiểu này. Đấy, các bạn thấy thiết kế phần bản đồ nhìn rất hoành tráng. Nói chung là game này thì sẽ nặng khoảng hơn 2.5GB nhá. Với mặt bằng game bây giờ thì 2.5GB là một con số khá là nhẹ. Đấy, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Hồi xưa các bạn nào chơi Ngạo Kiếm Vô Song thì mình nghĩ cái con Ngạo Kiếm Vô Song Origin này thì nó như kiểu là các bạn được hoài niệm lại tuổi trẻ ấy mọi người. Tất nhiên với bạn nào game thủ Gen Z chắc là ít người biết đến cái con Ngạo Kiếm Vô Song này lắm. Chủ yếu là các bạn game thủ 7X, 8X hoặc là đầu 9X thì biết thôi. Đấy, nhưng bạn game thủ mới thì chắc chắn là không biết nhiều thông tin về con Ngạo Kiếm Vô Song này đâu. Nhưng mà cùng với Cửu Âm Chân Kinh thì con Ngạo Kiếm Vô Song này là một cái sản phẩm mà khá là nổi tiếng của nhà hành Gosu đấy. Hồi xưa là Gosu có con Ngạo Kiếm Vô Song này và con Cửu Âm Chân Kinh là nổi nhất rồi. Đấy. Thì với bản Origin này thì nhà hành Gosu mong muốn mang lại một cái trải nghiệm nó như mình đã nói là cơ bản nhất của một con kiếm hiệp, không tạp nham, không có cánh, cùng với kiếm hiệp là không có cánh, không có huân chương. Không huân chương chắc là hình như là không có VIP. Game không có VIP. Đó, game không có VIP nhá. Theo như mình tìm hiểu là như vậy. Đấy. Đây là bản alpha test nha mọi người nha. Không biết là alpha test này thì nó có hỗ trợ cái kiểu gì không, nhưng mà tính sao. Đây, cài đặt hệ thống này. Đó, cài đặt cao cấp này. Nói chung là game thì nó rất là nhẹ nhá. Game này thì rất là nhẹ, thì không phải là một vấn đề gì cả. Đây, các cái thông tin game này, nhân vật F1, F2 các thứ. Đã để theo dõi thêm thông tin của game. Ở đây, đấy, thông tin nhân vật các thứ. F3 là võ công. Đấy. Rồi, lại đi làm nhiệm vụ thôi. Nói chung là lối chơi thì nó cũng không quá phức tạp đâu. Bây giờ các bạn đã biết là game nhập vai bây giờ nó cũng như nhau hết à. Có auto các thứ rồi. Đấy, đồ họa này. Đó, game 2.5D thôi nhưng mà các cái thiết kế bối cảnh rất là đẹp luôn. Nhìn rất nhiều ứng và nhìn rất là đẹp. Âm nhạc cũng rất là đậm chất kiếm hiệp luôn mọi người nhá. Nhạc trong thành thì du dương. Những chiến đấu thì hoành tráng, đậm chất kiếm hiệp. Thiết kế bối cảnh làm rất là đẹp, rất là tốt. Đấy, có hệ thống ngũ hành các kiểu luôn. Rồi chúng ta sẽ đến môn phái này. Đó, các bạn thấy không? Thiếu Lâm chỉ nam thôi nhá. Ví dụ các bạn chọn nam thì không vào được Nga Mi. Đấy, vì Nga Mi chỉ chọn nữ thôi. Ở đây mình sẽ chơi Cái Bang đi.
Chúng ta sẽ đi đến level 10 thì các bạn sẽ chọn được môn phái. Mà game các bạn ấy lên cấp cũng khá là nhanh đúng không? Ui có phi kiếm luôn này, ảo thật đấy. Bỏ qua phi hành. Thật ra thì nếu là chuẩn kiếm hiệp là không có, sẽ không có phi kiếm đâu. Hồi xưa thì mình cũng không chơi nói thật là với anh em là hồi xưa mình cũng không chơi ngạo kiếm vô song nhá, nên mình cũng không so sánh gì quá nhiều. Vãi cả cưới phi kiếm luôn. Thế này cũng chưa hẳn là thuần kiếm hiệp nhỉ. Thì kiếm hiệp là không có phi kiếm cũng gì cả. Nhưng mà nó bỏ cánh ra được rồi. Đường lên cái bang gian nan đấy nhỉ. Đấy, tiếp tục chiến đấu. Lại gặp thằng thất sát thủ, thất sát môn thủ lĩnh. Đấy, bắn ra rồng luôn như kiểu cái bang này. Bắn ra rồng luôn. Ua. Nhưng mà phải nói là hiệu ứng hoành tráng nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Hiệu ứng kỹ năng rất là hoành tráng luôn đấy. À, bị choáng luôn này. Ua, đẹp nhỉ. Trưởng pháp ngập màn hình. Thế này mà đông người chơi và chắc chả nhìn cái gì luôn. Hoành tráng dã man luôn. 3 đánh 1 không chột cũng que. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Nhập môn này. Đây mình sẽ vào cái bang. Rồi mình đã vào cái bang rồi mà. Liên hoa lạc trận. Thật ra sao mình cảm giác là con game này nó. Đây có đả bổng. Đây đả cầu bổng này. Ở đây có đả cầu bổng này. Đó. Rồi các bạn thì đó có công nghệ, kỹ năng cũng có ngũ hành luôn nha mọi người nhá. Ví dụ như là cái bang này hệ hỏa này. Đấy, các bạn có thể thiết lập kỹ năng ở đây. Ô sao bị bấm thành cái này rồi? Vào đây rồi. Ui thú cưỡi nhìn ngầu chưa? Ngầu nhỏ. Sơ nhập cái bang này. Tất nhiên trong khuôn khổ video này thì mình không thể trải nghiệm hết được con game kiếm ngạo vô song Origin này nhá. Mình gọi là chơi cho biết và giới thiệu cho mọi người thôi. Đặc biệt là bạn nào mà hồi xưa chơi kiếm ngạo vô song thì có thể quay trở lại chơi thử cái phiên bản Origin này xem sao. Coi như là một cái gì đấy nó hoài niệm với mọi người á. Thực tế con game này cũng đang khá đông các bạn chơi nha. Đấy, nhà anh Gosu thì họ những con game kinh điển của họ như kiểu ngạo kiếm vô song này hay là kiểu âm trên kinh thì họ vẫn có một cái lượng người chơi rất là trung thành và luôn đồng hành cùng cùng game. Đấy, nên là các bạn đã biết hồi xưa biết là bây giờ game online và PC thì Việt Nam thì cũng khá là khó để sống cạnh tranh với game mobile. Vì yếu tố là các bạn phải ngồi PC chơi. Nhưng mà những con game như kiểu Kiếm Thiên Kinh hay là Ngạo Kiếm Vô Song này nó vẫn tồn tại được. Thì chứng tỏ là nó vẫn có một cái sức hút riêng. Nó không quá đông thôi. Rồi đi chiến đấu này. Và các bạn thấy hiệu ứng kỹ năng này. Úi xồi. Thật ra thì mình thấy là cái hiệu ứng chiến đấu thì nó hơi mang màu sắc kiểu huyền huyễn. Nó không ra dáng kiếm hiệp lắm nhưng mà không sao. Hoành tráng là được nhờ. Rồi đấy thì cơ bản là vậy thôi. Đấy, chúng ta sẽ đi đánh bại thủ lĩnh này. Hôm nay các bạn sẽ nâng cấp lên. Sau này có hệ thống kỹ năng. Đây phần kỹ năng sống này, chế tạo các thứ. Bang hội này, gia tộc này, hảo hữu, nhiệm vụ này, võ công. Đây các bạn thấy có võ công. Phi Long Tại Thiên nó kháng long hữu hối này. Với cái này phải điểm đủ cấp nhá. Tự động sẽ mở khóa kỹ năng của nhân vật và các bạn sẽ có rất là nhiều kỹ năng để mở khóa để học tập. Đấy trên đây là cái gameplay cơ bản của cái con Ngạo Kiếm Vô Song Origin này. Rất tiếc là hồi xưa mình không chơi Ngạo Kiếm Vô Song thì không biết so sánh phiên bản nó như thế nào. Các bạn chỉ cần biết là cái phiên bản Origin này là nó không cánh, không tạp nham và không huân chương, tức là không VIP. Đấy, các bạn hãy chơi một cách nó thuần túy nhất. Thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể tải game và chơi thử phiên bản Alpha Test của tựa game Kiếm Ngạo Vô Song Origin này nhá. Cảm ơn em theo dõi này của cậu Vàng. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Life. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.